ngày 28 tháng 3 năm 2024, thứ năm tuần thánh. Ai cũng muốn vun vén cho cái tôi bất chấp lương tri và lẽ phải. Khi nhìn vào Chúa rửa chân, chúng con hiểu mình phải thay đổi cách cư xử. Không phải là ban bố cho như một ân nhân, nhưng khiêm hạ như một tôi tớ. Từ khi Chúa cúi xuống rửa chân cho anh Giuđa, kẻ sắp nộp thầy, chúng con thấy chẳng ai là không xứng đáng cho chúng con phục vụ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa để lại cho chúng con một di chúc bằng hành động. Chúa đã nêu gương cho chúng con noi theo, để rửa chân chẳng còn là chuyện nhục nhã, nhưng là mỗi phút. Xin cho chúng con thấy Chúa vẫn cúi xuống trên đời từng người chúng con, để nhờ đó chúng con có thể cúi xuống trên đời những ai khổ đau, bất hạnh. Amen.